Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với một người bạn. Người này hiện tại là chủ một doanh nghiệp startup lĩnh vực phần mềm, nói chung chuyên về công nghệ hay giải pháp gì đó. Anh bạn đến gặp tôi với một trạng thái không mấy gì vui vẻ. Hỏi ra thì mới biết sự việc bên trong là do anh bạn đang phiền lòng vì mấy chục nhân viên cấp dưới vì mất một bạn chung. Hỏi anh chứ mất bệnh gì? Anh kêu cảm giác lời nói của mình với cương vị là sếp mà nhân viên mình không nghe, không xem trọng, không làm theo. Vô lý. Vì sao sếp nói mình nhân viên không làm? Làm sao có chuyện sếp nói mình nhân viên không làm? Làm sao lại có chuyện nhân viên dám chống lại lời sếp? Những câu hỏi lẫn quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi ngồi xuống bàn làm việc và cho ra đời nội dung này. Đây là chuyện phi lý. Tuy nhiên, nó vẫn đang diễn ra hàng ngày ở doanh nghiệp. Tại sao là như vậy? Làm thế nào để giải quyết những nhân viên này? Hoặc ít ra chúng ta, những người làm quản lý, làm sếp, ít nhiều cũng phải biết được nguyên nhân. Vì sao chúng ta nói mà nhân viên không làm? Bây giờ chúng ta đi từng bước cùng nhau tìm hiểu một chút. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích những tình huống thường gây ra bất mãn cho nhân viên. Theo nghiên cứu của các nhà quản trị nhân sự, có 3 tình huống xảy ra trong doanh nghiệp khiến cho nhân viên giảm động lực làm việc, bất mãn với người quản lý. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc nhân viên không làm theo lời sếp. Trong cái đầu tiên này thì chúng ta phải xét đến thứ nhất, quá nhiều cuộc họp không cần thiết. Có những cuộc họp mà mục đích không rõ ràng, nội dung chưa được chuẩn bị trước, gần như chỉ để gặp nhau khi tự nhiên sếp thấy như nhớ. Cái chữ nhớ nó trong bậc kép đó nha. Những cuộc họp như thế hầu hết đều không ra kết quả gì, và nhân viên cũng sẽ không hiểu rõ được cấp trên đang muốn làm gì. Mọi thứ diễn ra một cách lộn xộn, ngẫu nhiên, để rồi kết thúc cuộc họp. Ngoài mất thời gian thì còn vô số hoang mang trong đầu khi trở lại làm việc. Thực sự, những cuộc họp không cần thiết là điều rất mất thời gian. Nó là mất mút làm việc của mọi người. Vậy, cái điều mà mình nên làm ở đây là gì? Nên có lịch họp định kỳ và nội dung cuộc họp rõ ràng. Nội dung cuộc họp nên được gửi trước 10 phút để mọi người cùng nắm bắt và chuẩn bị phần nội dung của mình. Mình góp ý, nếu là vấn đề đột xuất, cố gắng liệt kê ra những vấn đề cốt lõi cần giải quyết trong cuộc họp, mong muốn trả lời câu hỏi nào, và quan trọng nhất là sau cuộc họp cần hành động gì. Đó mới là cách để cuộc họp không trở thành nỗi ám ảnh của nhân viên. Thứ hai, quản lý mức độ quá vi mô. Đây là câu chuyện xảy ra ở hầu hết những vị lãnh đạo cầu toàn, vì họ là những người luôn tìm kiếm sự hoàn hảo và không an tâm với mọi thứ đang diễn ra. Đó là lý do khiến họ luôn quan tâm quá sâu vào tiểu tiết, bao gồm cả việc góp ý chỉnh sửa nhiều lần. Là một người nhân viên, khi gặp sếp như thế sẽ có hai phản ứng trái ngược. Nếu là nhân viên theo kiểu sao cũng được, họ sẽ không làm gì cả vì sợ làm sai ý sếp. Bên cạnh đó, họ mất dần đi khả năng tự hoàn thiện của mình, và thay vào đó là bảo sao làm một, miễn sếp ok, làm xong việc. Nếu với cương vị là sếp, bạn có muốn có một người nhân viên như vậy không? Tất nhiên là không. Bởi chính điều đó, qua thời gian dài sẽ làm cho bạn quá tải trong khi nhân viên không biết việc đã làm. Đồng thời, chính nhân viên cũng sẽ có thói quen hồi hộp, làm biếng, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc họ không làm theo ý sếp. Đơn giản là vì họ không hiểu thực sự sếp đang muốn gì và tự họ đóng băng. Cảm ơn đã theo dõi Mặt Co. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.